bác, em là Tuấn Mặc ạ. Giới thiệu các bác một mặt hàng, đây là trầm biên vàng. Trầm biên vàng này thì nó cao khoảng hơn 10 phân. Đây là một loại giống của Đài Loan. Được trồng loại này thì là một loại có thể nói là nó quá dễ sống. Nó dễ sống, em cảm giác như là nó là nhất nhì trong loại sống. Các bác có thể đã từng trồng cây trầm rừng ấy, thì các bác biết là nó dễ sống đến mức như nào. Một mầm nhỏ nó sống được rồi. Bây giờ em bán cái giống nhưng mà sang năm vẫn có thể cho hoa được. Loại này nó được chơi được cả đẹp cả hoa cả lá. Nó cái lá này là lá phát tài. Theo phong thủy thì là nó đem lại tài lộc cho gia chủ ấy. Dòng này thì dòng này nó ổn định từ rất nhiều năm nay rồi. Các bác trồng thì sang năm nó có hoa ở trên này, năm đầu nó bó ít thôi. Đợt tới nó sẽ rụng lá. Sau đó sang năm cái thân này già đi không ra hoa, các bác cắt đi kỳ thì những cái thân dưới lớn lên. Nó lớn dần lên có thể được cây như này. Cái này là những cái này nó cao hơn, nó hơn 20 phân rồi. Đấy, thân nó cũng mập mạp và những cái này nó cũng trưởng thành tương đối rồi. Lá nó vẫn biên. Hoa nó thì màu tím, nó là trầm rồng đỏ nhưng nó lá biên. Loại này thì mặt hoa em giới thiệu ở trên đầu đấy thì thực sự thì nó như các bác trồng thì các bác mang về các bác bỏ cái chậu ra. Đây là do em bán theo kiểu túc tắc, thì đây cái này là hàng ki này. Đấy, từ một cái que già là nó thành ki như này này các bác này. Đấy, xong em cho vỏ thông vào với cả cho rêu trắng ở dưới nó xốp cho nó êm. Xong mình cứ thế là mình trồng là lên thôi. Sang năm mình nhận nhân giống tiếp. Cái này dễ sống lắm các bác, cho nên là các bác không phải lo chết đâu, cũng chả phải lo nó bị sâu bệnh gì cả, nó quá khỏe. Loại ngắn này em bán là 150, 150 một cốc. Đây các bác, còn loại dài hơn, so sánh. Loại dài hơn thì em bán là đi 250. Đấy, hai dài hơn là hơn 20. Loại này sang năm nó có thể cho hoa thoải mái rồi. Bác nào có nhu cầu lấy cái hàng mặt hàng này thì liên hệ với em nhé. Mặt hoa em để ở đầu ạ.